À, chị Dương ở đây là chị gái chị em ạ. Chị gái ruột ạ. À vâng. Chị ấy vừa bên Đức về. À thế ạ. À là chị làm việc ở bên nước ngoài luôn. Chị ở bên mới về được có 2 ngày. À vâng, thế là dịp Tết này mới tranh thủ về Việt Nam đấy. Như là nhìn chị Dương khác quá đúng không? Rồi chị không nhận ra em. Chị ấy chưa biết chị làm gì đâu. À, chưa hề biết. À là chưa hề biết chị Dương đi giảm béo ạ. Thấy về thấy người bé hơn hồi trước rất là nhiều. À xấu, vâng. Xấu. Thế là chị biết rồi, là Tết năm ngoái là chị Dương là vị khách đầu tiên mà xông đất cho cả cho thẩm mỹ viện quốc tế Lam Nha luôn đấy. Chị là mùng 6 Tết chị đến đúng không? Chị là khách đầu tiên luôn, là em vừa được hưởng cái là chị đến luôn xông đất. Cả năm vừa rồi làm ăn thế nào em? Làm ăn rất là tốt, thế là khách hàng giảm thành công mà làm ăn cũng rất là tốt chị ạ. Tốt quá. Hồi đấy là chị Dương phải 62 cân nhỉ, to thế làm sao? Chính xác là chị 62 cân rưỡi đấy. 62 cân rưỡi đấy. 62 cân rưỡi. Và một năm rồi chị Tết bây giờ là chị còn 55 cân. 55 cân. Thế là từ đấy cả một năm nay có bị tăng lên tí nào? Không, cả một năm nay là cân từ đợt mà xong khi mà ở chỗ nhà em về là chị giảm, chị duy trì từ đợt đến bây giờ luôn. Có nghĩa là không hề lên một cân nào. Không hề lên cân. Đây chị chị ơi chị tên là gì ạ? Chị Hường. Chị Hường ạ. Đây chị hình ạ. Đây là cái lúc mà chị đi rồi. Đúng đúng cái này đấy, chị đi là bằng như này đúng không? Ôi giống xấu. Chị ơi đây chính là hình ảnh của chị Dương lúc đấy là 62 cân rưỡi chị Dương nhỉ? Đây béo quá. Đây béo có bụng phình ra. Béo cả mặt nữa đấy chị ạ. Phần mặt em thấy cũng rất là to, bây giờ thì gọi kiểu mặt đấy lúc đấy còn già hơn bây giờ đúng không? Chị nhìn thấy khác hơn đúng không? Khác nhiều. Bây giờ thôi chị Dương, em mời chị Dương đứng dậy đi nhỉ. Ok. Xem phần bụng như thế nào. Ôi giờ thì nhỏ quá rồi. Vẫn duy trì năm năm chưa? Đúng rồi ạ. Có em thấy có eo, em xem nào. Em thấy có eo hai bên như thế này. Sau lưng đều có. Đây chị quay được trước em xem phần eo hai bên của chị nào. Đấy. Rồi, cái phần này này làm gì hồi đấy em gì có eo hai bên đúng không? Bị phình ra rất là nhiều. Mà may là mình đúng rồi, Tết mình lên 5 cân là chị. 5 cân. Em thấy phần mặt chị gọn quá, da không hề bị sạm, không hề bị chảy xệ nhá. Da thì đẹp rất là ổn. Mọi người cũng nói về cái da là sợ là da chị có xuống khi mà giảm cân không? Nhanh như thế đúng không? Có hơn một tháng nữa. Nó khá ổn, mình nhìn thấy nó rất là hợp lý, không có vấn đề gì cả. Chị Dương chia sẻ đi, tại sao Tết là chị đến Lam Nha sớm như thế, mới mùng 6 thôi mà lại đến sớm? Cái trước khi mà ăn Tết đấy em, thì là chị cái cân của chị khoảng 58 cân. 58 cân. Sau khi mà ăn Tết tại bà này về này, Tết năm nay bà này về. Thế là hai chị em cứ suốt ngày rủ nhau đi ăn rồi thì gọi khách bạn bè đến ấy, nhậu nhẹt suốt ngày, chị tăng luôn 5 cân Tết. Chị Hường hay về không ạ? Hay là mà chị cứ Tết chị mới được về. À Tết mới được về thôi. Và sau khi thấy cân tăng mạnh quá, thực sự mạnh quá, mất tự tin. Mà chị cũng là cái dịp đấy thì chị đi làm thì chị cũng có một chút trục trặc với sếp. Sếp cũng gây khó dễ, đình chỉ chị công tác luôn đấy. Ôi thế ạ, ngay dịp Tết ạ. Ngay dịp Tết luôn. Nhưng là ác thế nhở, sao lại đúng cái gì đấy rất là nhạy cảm. Tại tính chị đó, chị hay bảo vệ cái tôi của mình. Chị đến bây giờ chị phải thừa nhận điều này. Tính luôn nóng tính quá. Thế là thì cũng là cái thời gian ăn Tết dài và cũng sau đó cũng có thời gian nghỉ ngơi tại vì chị chưa đi làm. Là còn khoảng phát là chị đến luôn á. Thì bây giờ là sau cái đợt đấy là chị liên tiếp chị nghỉ luôn rồi. Bây giờ chị đang có công việc mới. Thế là được Tết sớm đúng không? Thế là ăn Tết dài hơn mọi người, thế nên là cũng phải tăng cân nhiều như thế. Thế là chị tăng bao nhiêu cân cái đợt Tết đấy? 5 cân em ạ. Có nghĩa là trong một đợt Tết rồi chị tăng lên hẳn 5 cân. Ờ 5 cân. Ôi chị chạm mốc 62 cân rưỡi là thấy không thể ấy được. Quần áo chật hết luôn. Thế là may là bà này về thì cũng mang những cái quần áo bên đó thì nó co giãn rất là tốt đấy bà. Chị mượn thủ luôn quần áo. À có nghĩa là chị mặc lại quần áo cũ của chị Dương và chị lại cho chị Dương quần áo mới đấy. Thế có chị gái thích quá. Thế mà chị mới về được mấy ngày hả chị? Chị về được 5 hôm rồi. 5 hôm à? Đấy, thì chị thấy chị Dương như thế nào khác không? Rồi chị không nhận ra. Xong rồi chị Dương thấy nhỏ đi mà lại thấy trẻ ra. Vâng, thấy trẻ ra rất là nhiều mà đúng da rồi. Cái mặt chị cũng nhỏ, to gọn hơn nhiều. Xong rồi. Cái hàm này của em này bây giờ giảm béo thì cái hàm của em nó nhỏ đi, nhìn cái mặt nó thanh thoát hơn. Đúng rồi. Trông kiểu như là mặt trái xoan hơn hồi trước. Hồi trước là có chút ôi bạch ra. Bạch như này. Béo cả mặt, béo cả bụng ấy chứ, gần thân ấy. Thì em bảo là xuống 8 cân là một kỳ tích. Một kỳ tích. Thực ra là chị cũng rất là bất ngờ khi mà chị xuống cân. Cái lúc mà mọi người nhìn thấy chị xuống cân thì mọi người cũng hỏi rất là nhiều. Là mày xuống cân nhiều thế mày có thấy mệt đâu. Đúng rồi. Thế chị thấy rất là bình thường. Có ai nghi ngờ chị là chị đi phẫu thuật hay là đi hút mỡ các thứ không? Sao mọi người có hỏi đấy, mọi người có hỏi. Có làm có hơn một tháng thôi, chị Hương không ở Việt Nam biết bởi vì chị Hương làm rất là nhanh. Nhưng cũng có người chị giấu chị không trả lời đâu. À thế ạ. Chị Tân giấu mọi người chị bảo là không chị ăn kiêng. Nhưng thực ra là một số bạn bè chân thành thì chị cũng chia sẻ. Và chị đến chỗ bên nhà mình thì chị làm thì chắc là sau đó thì bạn bè chị cũng đã đến chỗ nhà em rất là nhiều. À thế ạ. Có khi thế bởi vì một năm nay bọn em làm ăn rất là tốt. Chị sân tuổi là làm ăn rất là tốt. Thế chị trong cái quá trình một năm qua thì sức khỏe của mình như thế nào, chị vẫn ổn định đúng không? Chị ổn định. Chị sau khi mà giảm được cân mà sau một thời gian nó cũng không tăng lại ấy, thì một năm luôn đấy chứ chị cảm thấy rằng mình có cái động lực hơn để giữ cân tốt hơn, thì là trong cái quá trình ăn chị cũng duy trì chế độ ăn tốt như là bên em kem tư vấn thêm. Thế xong là chị
luyện thêm nữa. Nói chung là đến thời điểm Tết năm nay là đến bây giờ vẫn rất là ổn. Nhưng sợ là bà này lại về lại làm cho chị tăng cân này. Đấy, nói chung là tại do Tết năm ngoái là mình được nghỉ Tết dài hơn thôi. Em nghĩ thế chứ còn chị Hương năm nào Tết chẳng về đúng không? Chị em năm nào để gặp nhau đấy. Tết là chị mới được về. Thế là mình làm ở công tác ở bên nước nào chị? Ờ, chị ở bên Đức. À, bên Đức luôn ạ. Thế là chỉ có Tết mới được về thôi. Thế chị em tranh thủ đi sao một chút nhưng mà thôi. Cứ năm nay thì cũng vẫn để giữ cái chế độ ăn uống này. Mình đã được một năm rồi, mình đã đổi công việc mới rồi đúng không ạ? Chị đổi công việc mới, công việc tốt hơn, thuận lợi hơn rất là nhiều em ạ. Thì thôi, có như thế. Mà xếp lại dễ tính hơn xếp trước. À, thế là một năm mới với nhiều điều mới đúng không? Đúng rồi, chắc là nhiều ăn rồi. Giờ có vóc dáng như này. Nhưng mà cũng đúng đấy chị ạ. Nếu mà mình thừa cân nhiều quá là mình tự ti xong rồi công việc thì không chia sẻ. Thế chị chia sẻ quá trình đào thải của chị ngày thứ mấy chị thấy được đào thải? Chị ấy, thì chị cái lúc mà 5 ngày đầu ấy, chị cũng chưa thấy dấu hiệu gì. Chị cũng sốt ruột chị gọi sang bên nhà mình. Thì các bạn ấy nói là chị cứ chờ thêm vài ngày nữa. Thế sang ngày thứ 7 thì chị thấy có những cái dấu hiệu đào thải là chị đi rồi. Dại đi thì nó ra những cái đám mỡ hơi vàng vàng một chút. Và từ đấy thì bắt đầu chị thấy khô không? Chị nhìn xuống. Có sợ không? Không, tại vì là chị không hề sợ. Tại vì lúc trước đấy thì các bạn đã tư vấn cái hiện tượng đào thải như thế nào. Và 5 ngày đầu không thấy gì thì chị cũng lo là tại sao không thấy gì ấy. Kiểu mình sốt ruột quá. Sốt ruột. Chị Sáu đi giảm méo chắc chắn là sốt ruột để muốn giảm xuống cân rồi. Đấy. Thế bắt đầu sau ngày thứ 10 là bắt đầu cái hiện tượng của chị sốt cân bắt đầu nhìn thấy rồi. À có nghĩa là thứ 10 là mình thấy hiện tượng sốt cân hẳn luôn. Bắt đầu sốt cân. Chị làm rất là nhanh, chị Dương làm có hơn 1 tháng thì cũng đã có một cái điều may mắn mà chị thấy rất là ưng và thấy rất là thích. Đó là khi chị sốt cân thì chị cũng rất là sợ là da mặt chị sẽ bị sạm. Nhưng mà không hề kiểu đang béo mà xong gầy đi mình tóp lại đúng không? Kiểu như vậy. Nhưng không hề. Trẻ hơn đúng không ạ? So với cái ảnh này thì chắc chắn là trẻ hơn nhiều và da lại cũng thấy mỡ đúng không? Nhiều người mà kiểu như giảm cân đi là da sạm đi sau mình chảy trùng chảy da em phải sáng bóng hơn đúng không? Đây cũng là một cái lợi thế của cái công nghệ liposonic này đấy ạ. Công nghệ này thì công nghệ đến từ Đức đấy chị ạ. Có khi chị ở bên đấy có khi chị cũng biết đấy. Ừ, chị cũng có nghe đấy. Có khi nghe là nhưng không đi làm nhưng mà không bởi vì không có nhu cầu tìm hiểu về giảm béo có khi mình không để ý đấy. Bởi vì công nghệ của em là chuyển giao được quyền từ Đức ạ. Thì công nghệ này là có cái giúp mà mình sinh collagen tự thân nên là mình sẽ không bị sạm da và không bị chảy da đấy. Chứ hồi trước với cái thân hình như thế này, với cái bụng như thế này, với cả cái mặt như thế này, nếu mà giảm 8 cân trong vòng 1 tháng thì sẽ rất là nhanh. nó sẽ rất dễ là trùng da. Nhìn sợ ấy. Thấy nhìn thì ảnh này là còn già hơn cả bây giờ đúng không? Đúng rồi. Thế hồi đấy FaceTime là cũng không nói. Các chị em chắc là cũng phải nói chuyện với nhau rồi. Có nói chuyện FaceTime em ạ. Có nói chuyện FaceTime thì bạn ấy không có kêu là nhìn thấy mặt em hình như là hơi gầy gầy đi. Thế thì chị cũng bảo là không phải đấy là trên Face nhìn nó vậy đấy. Thế là chị nói giấu như thế đến hôm qua vừa rồi hôm xưa. Cách vài ngày bạn ấy bái về thì bắt đầu bái nhìn bái bảo là bắt đầu mới nhìn. Mày làm cái gì mà người mình gầy thế thì chị cũng sợ. Mà lại còn sợ là bị ý là mình nghĩ xấu hay là có bị làm sao ấy nhưng mà tự nhiên thấy sút cân nhanh. Đúng rồi. Tại vì là chị Hương chỉ về mỗi đợt Tết thôi, thế là chị Hương thấy rõ được cái sự thay đổi nhiều. Chứ còn hàng ngày mà mình nhìn thấy mà xuống cân đôi khi mình cũng không nhận ra ấy chị ạ. Thế hơn 1 năm mình về đấy. Thì đấy thì Tết năm nay hai chị em là có dự định như thế nào? Tết là to không ạ? Chị cũng ăn Tết to hơn tại vì là tranh thủ có mỗi Tết này mình về Việt Nam. Đúng rồi. Thế chắc là chị Dương đã dẫn chị Hường đi chơi được nhiều nơi chưa? Chị cũng dẫn chị đi được vài chỗ. Thực ra là tại vì gọi là cũng bận mải công việc nữa, cũng chưa hoàn thiện nốt được cái công việc ấy. Chắc là công việc mới bận rộn hơn đúng không? Thế là nói chung là năm nay thì cũng chu toàn hơn Tết năm ngoái. Tại vì là như Tết năm ngoái là chị ương bướng thì sếp nói là chị bảo vệ cái tâm của mình chị nói luôn. Còn như năm nay thì nói chung là cũng nhẹ đi rồi vì nhiều người khuyên quá, mất công việc là rút kinh nghiệm rồi. Đúng rồi ạ. Vâng, thế thì em chúc cho chị cả chị Dương cả chị Hường thì Tết năm nay sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình này. Đặc biệt chị Dương nhá, là không dù vui như thế nào nhưng mà cũng vẫn giữ chế độ ăn uống thì mình cũng cảm ơn em. Động lực rất là lớn luôn là nhìn thấy thế phong người mình như thế này này. Thế xong rồi đi ra ngoài ăn diện ai cũng khen. Thậm chí là chồng nhìn thấy cũng cảm thấy rất là mãn nguyện khi mà hay vợ đi đâu đó. Đúng là rồi. Có động lực lắm.